Em xin chào toàn thể tất cả các bác nha. Đây là cặp loa Anh Quốc cao cấp BWK704, một dòng model rất là hay của hãng BWK đầu 7 nha các bác. Cặp này là cặp mà gỗ vàng cam, rất là đẹp. Hàng mạng về, đẹp ngất ngay. Không một vết gọi là vết cắn nào hết. Hàng tuyển về nha các bác. Bao bờ của anh Kim, viết tắt là BWK. Của Anh Quốc sở hữu là 3 driver, một driver bass sub phía trước và một mid bass và một siêu trap dom phía trên. Một lỗ thông hơi phía trước và một lỗ thông hơi phía sau. Cặp này em đang giao các bác là 30 triệu bao gồm phí ship nha. Keng là đẹp keng hết nha. Keng đẹp keng. Keng là đẹp vào đây nha các bác. Giá bao gồm phí ship là 30. Giao giá tốt nhất để các bác mình sở hữu cặp 704 nha. Đây các bác cùng xem nha. Anh màu vàng bằng gỗ nha các bác. Răng của nó là răng zinc. Hàng mạng về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, các bác có thể thấy được chất của loa nha. Ốc ác này, tiếng loa này. Đấy. Dòng BWK bên em phân phối khá là nhiều từ năm trước cho đến năm nay. Em về hàng mạng và cũng như là giá trực tiếp cho các bác này, các bác sẽ sở hữu một cái sản phẩm đẹp và giá hợp lý. Nhìn cái chất ốc này các bác, về răng nó là răng zinc hết nha. Đây là phần mic bass và thiết kế đặc trưng và chất liệu màng độc quyền của hãng BWK. Loa chép dom. Tổng quan phía trên. Đây, phía dưới sẽ có logo BWK nha. Vâng, và đây là cạnh bên tay phải của loa. Đây, đẹp chấm hết nha các bác. Nói chung là không một vết cắn nào hết nha. Đúng cặp, series liền kề. Rồi tiếp tục là cạnh bên tay trái. Đối với cặp 704 đầu 7 này thì các bác ghép với những dòng âm ly đời cao như là Sansui 607, 707, Aquaface, Lukman, Pioneer, công suất khoảng 200W trở lên. Các bác nào nhà có những con 707 mà lợi tra MR KX907 đồ, có những con này rất là hay nha. Và nếu có những con 907 MR, 907 NRA thì đánh tuyệt vời luôn. BWK thì trợ kháng 8 ôm, nó không có kén loa, nên là việc phối ghép rất là dễ dàng, chất tiếng mềm, chuẩn 3 giải. Đặc trưng BWK thì hầu như từ loa thấp tiền cho đến cao tiền thì nó đảm nhiệm rất là tốt 3 giải, rất là hay. Cặp này thì đẹp, gọi là có thể là gọi là thiếu mỗi cái thùng xốp hoặc là trên 95% nha. Loa chắc nước ngoài về thì các bác xài thấy nó sướng. Mình là người sử dụng đầu tiên những cặp loa này. Và giá em giao các bác bây giờ nó rất là tốt nha. Giá thị trường cặp này rơi vào 33 đến 34 triệu nha. Em đấu về và có giá là giao cho các bác là 30. Nếu chuyển khoản đủ thì các bác sẽ được bớt 300 nghìn. Và còn 29 triệu 700 bao ship tận nơi. Lỗ thông hơi phía sau. Tiếng bass của dòng 703 khá là khỏe các bác. Tại vì nó tới hai lỗ thông hơi. Đấy, tất cả cầu loa là còn nguyên nha. Cầu chơi bị quay còn nguyên hết zin của nó luôn nha. Series là đẹp lắm. 009035, 009036, 704, Made in An Lan. Nhìn cái tên mà có thái độ mới rồi nè. Được tin. Hàng chắc nước ngoài về. Rồi bác nào có nhu cầu sản phẩm BWK này thì alo cho qua hai số điện thoại này nha. 0978 338 142 là 0965 77 còn 27 nha.